Hôm nay sư giảng bài pháp có chủ đề là giới thanh tịnh. Thì cái nội trình cần tu tập theo cái pháp thiền đó là giới định tuệ. Vì vậy nên là sư sẽ giảng bài thứ nhất nói về giới thanh tịnh, bài thứ hai nói về định tức là tu tâm thanh tịnh, thứ ba nói về tuệ tức là các cái pháp thực hành thiền 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 quán. Thì trong pháp của Đức Phật thì có thể nói có chỗ nói rằng là Đức Phật có nói 84.000 pháp môn, tức là có rất là nhiều cái con đường đi đến Niết Bàn. Tức là pháp môn là những cái phương pháp tu tập hay là cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau, cái con đường đi đến Niết Bàn chấm dứt khổ đau, có nhiều phương pháp như vậy chứ không phải là ít. Nhưng mà nếu có thể nói thâu tóm lại, tóm gọn lại, có thể nói là có hai pháp, đó là pháp học và pháp hành. Tức là một người có thể có hai cái pháp căn bản, đó là một người đến với đạo Phật là học để hiểu pháp, thì đấy cũng là một cái pháp một người có thể học suốt đời cũng không bao giờ cảm thấy chán, không bao giờ thỏa mãn và cũng không hết những cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy trong 45 năm. Thì những cái pháp học cần phải học đó là kinh luật luận. Thì kinh Đức Phật nói thì có 5 bộ kinh, đó là kinh trường bộ, kinh trung bộ, kinh tăng chi bộ, tương ưng bộ, tiểu bộ. Đó, 5 cái bộ kinh đấy, đấy là những cái kinh nguyên thủy do Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm. Thế nếu mà mình có thể là một cái người mình muốn học kinh thì mình cần phải tìm đúng cái nguồn kinh điển đó để mình học, thì nó sẽ đúng cái gốc, đúng cái lời dạy căn bản gốc của Đức Phật, không bị pha tạp. Còn luật nghi, kinh luật thứ hai nó gọi là luật tạng. Thì cái tạng luật này thì chủ yếu là dạy những cái luật nghi, những cái phép tắc thì chủ yếu là sự là dùng cho người xuất gia là chính, tức là những cái pháp môn cần phải thực hành trong cái đời sống của người tu tập thì nhiều hơn. Còn những luật nghi dành cho hàng Phật tử tại gia thì cũng có nhưng mà không nhiều lắm, rất là ít. Còn là đối với người xuất gia thì giống như là một cái xã hội thu nhỏ nên là có những cái luật nghi phép tắc rất là chi tiết cặn kẽ, không thiếu một cái luật nghi phép tắc gì. Còn đấy nó gọi là luật tạng, cái pháp học cái đấy cũng cần phải học. Và cái tạng thứ ba đó là luận tạng. Luận tạng ở đây thì đó chủ yếu là nói về những cái luận về vi diệu pháp, vi diệu pháp học hay là thắng pháp. Thì những cái pháp này chủ yếu là dạy về những cái pháp thực hành thiền chỉ và thiền quán là nhiều, mà trong đó những cái pháp về thiền tuệ rất là kỹ, như các cái pháp về chân đế như tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, các cái pháp duyên khởi. Thì ở trong vi diệu pháp luận tạng đấy sẽ giảng dạy rộng rãi và chi tiết nhất là những cái pháp đó. Thì đó là cái pháp học. Một cái người có thể phát tâm học đạo thì học kinh, học luận và học luật. Và một cái người một cái pháp để thực hành, cái pháp học ấy thì chỉ là giống như là một cái người học để biết cái con đường sẽ là như thế, cái nội trình tu tập sẽ là như thế, để nắm được cái phương pháp, nắm được cái con đường. Có thể cái pháp học ấy có cái lợi nào, đó là sẽ duy trì giữ gìn lại được cái giáo pháp của Đức Phật, hay là có thể giảng giải mở rộng cái giáo pháp của Đức Phật, lan truyền lan tỏa giáo pháp của đạo Phật rộng rãi ra nhân gian. Nhưng còn cái pháp cốt yếu nhất của đạo Phật chính là phải thực hành pháp, tức là học chỉ là những cái lý thuyết, những cái bước khởi đầu. Và nếu như một người chỉ dừng lại ở pháp học thôi thì sẽ không không có lợi lạc, không có lợi ích, tức là không có thể đi đến sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn được. Nên là khi Đức Phật còn ở đời có những vị tỳ kheo học thuộc lòng tam tạng, và Đức Phật muốn thức tỉnh những cái vị đấy, Đức Phật thường gọi những cái vị đấy là vị tỳ kheo rỗng, ông sư rỗng. Mặc dù những cái vị đấy rất là những cái vị học thuộc lòng tam tạng rất là nhanh chóng và trở thành những cái vị pháp sư có thể diễn giảng giáo pháp của Đức Phật một cách rộng rãi chi tiết được, nhưng Đức Phật vẫn dùng những cái từ ngữ nói như là một cái sự coi thường đối với lại những cái vị chỉ có dừng lại ở pháp học đấy.
thì có thỏa mãn trên pháp học đó. Và Đức Phật muốn khích lệ, muốn khuyến khích những cái vị đó không dừng lại ở cái pháp học mà phải thực hành để chứng ngộ, để giác ngộ, để chứng đắc được pháp. Vậy nên là trong cái pháp hành của Đức Phật thì cũng nói một cách vắn tắt thì có ba cái pháp môn cần phải thực hành. Đó là thực hành giới, thực hành định, tức là thực hành giới, thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ. Cho nên là gọi là giới định tuệ. Đấy là ba cái pháp môn cần phải thực hành. Thì nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Tức là có giữ giới thanh tịnh thì mới có thể tu tập được tâm thanh tịnh. Có tu tập tâm thanh tịnh thì mới phát triển được cái trí tuệ thanh tịnh. Đấy là gọi là nói vắn tắt là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Còn nếu mà nói một cách mở rộng hơn thì có thể nói là bảy bước thanh tịnh, giới thanh tịnh, đó là giữ giới, tâm thanh tịnh là thực hành về tu tâm, thiền định, kiến thanh tịnh là bắt đầu bước vào một cái bước đầu tiên của thiền quán, về đoạn nghi thanh tịnh là bước thứ ba, đó là quán các cái pháp duyên khởi, bước đạo, phi đạo, chi kiến thanh tịnh là vượt qua những cái chướng ngại, những cái phiền não quán khởi nên, rồi đạo hành chi kiến thanh tịnh. Bước thứ 6, bước thứ 7 là chi kiến thanh tịnh, là đi đến pháp siêu thế, chứng đắc niết bàn. Đây là cái bước cuối cùng. Thế thì trong cái bài hôm nay thì sư giảng về tâm thanh tịnh, tức là cái bước đầu tiên, là cái nền tảng của cái người hành, là về giới thanh tịnh, là cái bước đầu tiên của pháp hành. Tức là một cái người thực hành thiền, là cái người bước vào con đường thực hành pháp. Thì cần phải thực hành cái bước, cái căn bản là phải thọ trì giới. Phải giữ giới thanh tịnh thì mới có thể thực hành thiền được. Vậy thì giữ giới thanh tịnh là như thế nào? Thứ nhất là giữ giới thanh tịnh ở đây có nghĩa là mình thọ trì, tức là mình thọ trì có nghĩa là vâng giữ những cái lời mà Đức Phật dạy. Thế thì thọ trì vâng giữ ở đây là ví dụ như là thọ trì giới không sát sinh thì mình sẽ tránh né, kiêng tránh, không để mình không sát sinh. Ví dụ như là mình, nếu như trước đến giờ mình đã có những cái hành động như là sát sinh thì bây giờ mình từ bỏ cái hành động đấy. Vậy có nghĩa là mình vâng giữ, mình thọ trì, có nghĩa mình phải từ bỏ những cái hành động nó tội lỗi, nó làm chướng ngại cho cái đạo nộ tu tập này. Chứ một người nếu như mình vẫn còn thản nhiên với những cái việc như sát sinh, trộm cắp, tà dâm mà mình muốn thực hành cái pháp thiền này, không bao giờ có kết quả, nó sẽ không bao giờ thành tựu được. Vì khi mà một người mình có còn những cái hành động đấy, khi ngồi thiền thì nó chỉ có khởi lên những chướng ngại, tức là nó khởi lên những triền cái, dục tầm, sân tầm, hại tầm, hay là tham dục, sân, hôn trầm, thụy miên, trạng hối, hoài nghi, nó cứ khởi lên hoài hoài như thế. Những cái tâm trạng hối, phóng dật, nó cứ khởi lên hoài hoài. Và không bao giờ nhất tâm, không bao giờ đạt được, đắc định được. Vậy nên là cái bước đầu tiên là thế, là phải thọ trì giới. Cho nên là phải vâng giữ những cái giới luật, những cái luật nghi mà Đức Phật đã dạy, như là không sát sinh, không trộm cắp, không có hành dâm, không nói dối, không uống rượu, hay là không ăn phi thời, không múa hát, trang điểm xem nghe múa hát, là ngồi nơi quả cao và xinh đẹp, hay các cái giới khác nữa. Thì đối với một cái Phật tử tại gia thì là một người cư sĩ thì có thể là giữ đến những cái giới như thế. Thì giữ giới ở đây có nghĩa là một là mình thọ trì có nghĩa là mình vâng giữ gìn. Vậy thì cái ý nghĩa đấy cũng có nghĩa là cái sự từ bỏ. Giữ giới có nghĩa là từ bỏ. Nếu từ trước đến giờ mình đã từng làm những cái hành động đấy, có những cái việc làm đấy, thì bây giờ có nghĩa là mình phải từ bỏ kể từ nay mà đi. Chọn đời mình sẽ không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu, không trang điểm múa hát, xem nghe múa hát. Những cái 5 giới thì phải giữ suốt đời, còn 8 giới thì có thể giữ tạm thời. Nhưng mà mình phải giữ như thế thì nó mới thanh tịnh. Còn nếu như mà mình là cái người từ trước đến giờ mình chưa từng có làm cái việc đó, có thể là mình cũng chưa từng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì cả, cho nên cái giới nó có cái sự thanh tịnh một cách tự nhiên do mình sống trong cái môi trường thanh tịnh. Có thể là mình sinh ra ở trong một cái gia đình là Phật tử, hoặc là một cái gia đình không có làm những cái nghề bất thiện, cho nên là mình có một cái giới hạnh nó tự nhiên, từ nhỏ sinh ra đã không tiếp xúc với những cái bất thiện pháp, như là mình không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái giữ giới đấy mình vẫn phải thọ trì, và bằng cái cách đó là kiêng tránh, mình cần phải tránh né, cần phải đề phòng, tức là giữ giới bằng cái cách đề phòng, phòng hộ, tránh né. Trước đến giờ mình chưa làm, nhưng không có nghĩa rằng
là những cái pháp đó nó không sinh khởi ở trong mình. Một lúc nào đó có thể nó sẽ sinh khởi lên. Nên là bây giờ mình cần phải, đã làm thì phải dứt bỏ, tức là mình sẽ tinh tấn dứt bỏ. Còn những cái việc gì mình chưa làm thì cũng ngăn ngừa, đừng để cho nó làm. Đấy là những cái việc ác chưa sinh thì tinh tấn, đừng để cho nó sinh, đã sinh rồi thì tinh tấn đoạn trừ. Đấy là còn những cái pháp thiện pháp này, nó chưa sinh thì tinh tấn phát sinh, những cái thiện pháp nào nó đã sinh rồi thì tinh tấn phát triển nó lên. Đấy cũng là những cái pháp gọi là tinh cần về giữ giới. Khi mà giữ giới như thế thì cái giới về thọ trì, giới vâng giữ, giới để phòng hộ, giới là do mình từ bỏ tránh né đấy. Đấy thì nó cũng sẽ làm cho mình có được một chút cái sự thanh tịnh, tức là thanh tịnh về thân, thanh tịnh về tâm, thanh tịnh về thân và khẩu. Tức là một cái người ta có tạo nghiệp ở ba cái nghiệp, ở ba căn, đó là thân tạo nên thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, khẩu tạo thiện nghiệp và ác nghiệp, ý tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Thì khi mà mình giữ giới như thế thì mình sẽ diệt trừ được những nỗi lầm ở nơi thân, thân của mình sẽ không còn tội lỗi nữa, diệt trừ được những nỗi lầm ở nơi lời nói, khẩu nó sẽ không còn tội lỗi nữa. Nhưng còn cái tâm ấy thì nó chưa đối trị được, mình cần phải thực hành cái pháp về thiền định này thì nó mới đối trị được những nỗi lầm ở trong tâm. Tham sân si thì dù mình có giữ giới, mình cũng chỉ chế đè nén nó bên ngoài chứ không đè nén được nó bên trong, nên là cần phải thực hành thiền để mà đè nén được nó ở bên trong nữa rồi mới đoạn trừ được nó. Thì đấy là cái bước đầu tiên của việc giữ giới thanh tịnh. Thì cái bước thứ hai, cái cách giữ giới thứ hai nữa, đó là cái sự phòng hộ. Giữ giới bằng cái pháp là mình luôn luôn có cái sự phòng hộ ở các căn, sáu căn. Nếu như là một người mình giữ giới mà mình không phòng hộ các căn thì cái giới thế nào nó cũng bị ô nhiễm, nó cũng bị phạm giới, bị đứt giới, bị thủng giới, bị nhiễm ô giới. Thì cái giới mà mình phòng hộ các căn ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người có sáu cái căn đấy, nếu như mà mình biết cách phòng hộ thì nó sẽ làm cho cái thân tâm của mình nó rất là an tịnh. Còn một cái người không biết phòng hộ thì nó làm cho tâm của mình rất là tán loạn. Phòng hộ các căn đó là con mắt thấy các sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ưu bi các áp bất thiện pháp khởi nên, vì ấy chế ngự nguyên nhân đấy. Đó là sự phòng hộ, với sự phòng hộ của con mắt. Con mắt có nghĩa là mình phải biết rằng là mình tiếp xúc với những cái cảnh gì mà nó hay làm cho mình loạn tâm, làm cho tâm của mình bị tán loạn, bị sinh ra cái tham ái, sinh ra tham dục, sinh ra sân hận, sinh ra những cái loạn tâm, tán tâm, loạn ý, thì tránh né, đừng có ngắm nhìn những cái cảnh mà nó hấp dẫn cả ái đó, thì đấy được gọi là phòng hộ. Ví dụ như là một cái người mà cứ hay xem phim, mà hay là một cái người cứ nhìn thấy cái cảnh như là người nam nhìn người nữ xong rồi lưu lại những cái hình ảnh đấy, được gọi là nắm giữ tướng chung. Hay là một cái người đó không nắm giữ cả một cái hình dáng của một người, nhưng nắm giữ một cái phần nào đấy, đấy được gọi là nắm giữ tướng riêng. Vậy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng có nghĩa là mình phải với một cái tâm có cái sự buông xả, nhìn với một cái tâm có chánh niệm, mình không nhìn với một cái tâm có tà niệm, thì đấy là gọi là mình có sự phòng hộ ở con mắt. Vậy thì tai cũng thế, nếu như một người mà cứ hay nghe những cái âm thanh du dương, hay là hay nghe những cái người khác người ta nói những cái lời thô tục, hay nói những cái lời nhạc nhí, nói những cái lời nó kích động đến cái tâm tham dục, sân hận, là cái tâm của mình nó sẽ bị khởi lên theo cái âm thanh những cái lời nói đấy. Vì vậy nên là cần phải phòng hộ. Cái thứ hai là phòng hộ ở nơi tai, không có nghe những cái âm thanh mà khiến cho mình bị loạn tâm, tán tâm, loạn ý. Mình phải tránh cái chỗ đó, đừng có nghe những âm thanh đó. Thì đấy là cái cách phòng hộ với tai. Thì cũng tương tự như vậy, phòng hộ với mũi, với lưỡi, với thân, với ý của mình, gọi là phòng hộ các sáu căn, không để cho nó đắm nhiễm với sáu trần cảnh. Thì cái sự tu tập nó sẽ, thì cái người đấy, cái tâm nó thanh tịnh, nó sẽ bớt tán loạn. Khi ngồi thiền nó ít có những cái vọng tưởng, nó ít có những cái triền cái, nó ít có những cái phiền não. Thì đấy là cái sự giữ giới bằng cái sự phòng hộ.
Bước thứ hai là giữ giới bằng cái sự phòng hộ các căn. Một cái bước thứ ba mà cần phải thực hành giữ giới nữa, đó là giữ giới bằng cái sự nuôi mạng thanh tịnh. Nuôi mạng thanh tịnh ở đây là một cái người không có làm những cái nghề nghiệp bất thiện. Ví dụ như là một cái người mình còn phải sinh sống bằng một cái nghề nghiệp gì đó, nhưng mà cái nghề của mình nó là một cái nghề có tội lỗi. Như có những người sống bằng nghề săn bắn, có người sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, có người sống bằng cái nghề buôn bán những cái chất như chất độc, buôn bán những cái chất say, như buôn bán rượu, buôn bán những cái chất độc hại, hoặc là buôn bán những cái vũ khí chế tạo và buôn bán những cái chất vũ khí để giết hại lẫn nhau ấy, hay là những cái dụng cụ để đánh bắt những cái loài thú vật khác. Thì mình sống bằng cái nghề đấy nó đều là nuôi mạng thanh tà mạng. Nếu mà sống bằng cái pháp nuôi tà mạng như vậy nó, thì những cái nghề nghiệp đấy nó tạo ra tội lỗi. Là một cái người mà có được một cái nghề không tạo ra tội lỗi thì đó cũng là một cái phước. Nên là ở thế gian, một cái người có trí tuệ sẽ biết lựa chọn, tức là một cái người mà hiểu về nhân quả, hiểu về nghiệp báo ấy, mình biết lựa chọn những cái nghề nghiệp gì đó nó không tạo ra tội lỗi. Có những người khi sinh ra, người ta đã sinh làm con cái của một gia đình làm nghề săn bắn, làm cái nghề đánh bắt, thì cái người đấy người ta sẽ lớn lên, người ta sẽ làm cái nghề đó, thừa kế cái nghề đó của cha ông để lại, thì người ta nghĩ rằng cái việc đó là thường tình, nhưng thực sự ra đó là một cái nghề có tội lỗi. Và khi mình làm sống bằng cái nghề đấy, bằng cái nghề nghiệp đấy, là mình đã tích lũy được một núi tội, một vô vàn tội, và khi chết vẫn phải chịu quả báo, vẫn phải sinh tái sinh vào những cái cõi khổ đau. Và cái người đấy nếu như mà có tu tập cũng không thành tựu, tức là mình đang sống bằng cái nghề bất thiện đấy, đang sống bằng những cái nghề bất thiện đánh bắt như vậy, có sự sát hại như vậy, mà bây giờ cái người đấy bảo giữ giới họ cũng không giữ được. Ví dụ như là giữ cái bước đầu tiên là giữ giới thọ chỉ giới không sát sinh chẳng hạn, có đâu có giữ được đâu, vì hàng ngày vẫn phải đi sát sinh, gì giới không trộm cắp không tà dâm, nhưng là người ta đều rất là khó giữ. Vậy nên là cần phải lựa chọn một cái nghề nghiệp mà nó không bất thiện, thì đấy mới là cái nghề nghiệp sống nuôi mạng thanh tịnh. Cần phải cái bước thứ hai là cần phải nuôi sống mình bằng cái nghề thanh tịnh đó. Đấy cũng là một cái pháp giữ giới và một cái giới hạnh cần phải thọ trì. Thứ tư đó là cái giới về tri túc, tức là cái giới thiểu dục tri túc, tức là không quá tham đắm đối với bốn cái thứ cần dùng hàng ngày, tức là mình không bị, hay là mình có cái sự có cái trí tuệ để quan sát những cái vật dụng hàng ngày, để mình không bị đắm nhiễm, không bị tham ái chấp thủ và đắm nhiễm vào những cái vật dụng. Những cái vật dụng hàng ngày gồm có là thức ăn, chỗ ở, quần áo và thuốc men, đấy là bốn cái vật dụng. Như một người mà không có cái tâm tri túc ấy, thì người ta không bao giờ thỏa mãn đối với việc ăn uống. Người ta sẽ cầu kỳ và đòi hỏi. Và cái việc ăn uống là giống như là một cái sự hưởng thụ về dục lạc, và người ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được. Ăn no nê thỏa thê và không bao giờ chán, và sống người ta sẽ mất rất là nhiều thời gian vào cái việc ăn uống đấy. Thì cái người quá nặng lòng về cái chuyện ăn uống sẽ không tu tập thành tựu được. Và cái người đấy cần phải quán sát, đó là cái sự thọ dụng vật thực, chỉ để không phải là để mình trang sức đam mê vui đùa, mà chỉ là để bảo trì cái thân, giữ gìn cái thân, nuôi mạng sống này, đủ để nuôi dưỡng cái mạng sống này để tu tập. Thì cái người đấy không nặng lòng về cái chuyện hưởng thụ về cái món ăn thì nó sẽ dễ tu tập. Còn những người nào còn cái tâm tầm cầu, khao khát mong cầu những cái món ăn quái khẩu thì sẽ rất khó. Cái thứ hai nữa là một cái người đấy sống tri túc đơn giản với chỗ ở. Tức là nếu người ta ngoài cái ăn ra, người ta sẽ rất là chú trọng cái thứ hai là cái ở. Tức là người ta sẽ luôn luôn mong muốn có những cái ngôi nhà cao, to, lộng lẫy. Thì và khi người ta có rồi, người ta cái tâm lý bình thường con người nó không thỏa mãn. Rồi cái nhà nhỏ này mình muốn có nhà to, mình muốn có những cái ngôi nhà giống như những cung điện, những cái lâu đài, và cũng không bao giờ thỏa mãn, kể cả khi mình có được rồi. Thì cái tâm ao ước, khao khát, mong cầu đấy nó lại tăng trưởng lên nữa. Và một cái người nếu như không bao giờ thỏa mãn với cái chỗ ở của mình ấy, thì nó sẽ khiến cho người đấy luôn luôn phải lăng xăng,
vất vả đi tìm kiếm, đi tìm kiếm những cái tài sản vật chất để mình xây dựng nên những cái ngôi nhà theo ý muốn của mình. Và cứ xong rồi mình lại mong muốn có nhiều ngôi nhà hơn, có những ngôi nhà lớn hơn, đẹp hơn, rộng đấy hơn nữa. Vì vậy nên là một cái người cứ chạy theo cái nhu cầu về chỗ ở cao sang thì nó không còn thời gian để mà thực hành cái pháp tu tâm. Mà một cái người nào mà chi túc, có nghĩa là cái người đấy sẽ suy xét, sẽ quán sát, sẽ quán tưởng rằng cái chỗ ở, cái ngôi nhà nó chỉ là để che nắng, che mưa. Ta sử dụng cái chỗ ở này là chỉ để tránh cái thời tiết nóng lạnh, nắng mưa thôi, chứ không không cần thiết là nó phải to lớn. Thế thì cái chỗ mà chỉ che nắng, che mưa thôi, nếu như một cái người sống bằng cái tâm đơn giản như vậy, thì lại rất là đơn giản. Người ta sẽ sống bằng một cái chòi ná, bằng một cái túp nều, tranh như là bằng bất cứ một cái gì đó đủ để che được nóng lạnh, che được nắng mưa, để tránh những cái nguy hiểm do thời tiết nó gây ra, để mình được an lành, để sống được an lành thôi. Thì cái cuộc sống nó lại không không vất vả, không bon chen, không phải gian truân, không phải là gian nan vất vả gì. Vì vậy nên là để chỉ cần cái chỗ ở chỉ là để che nắng, che mưa cho thời tiết thôi, thì nếu mà một cái người sống an phận với cái như vậy thì sẽ có rất nhiều thời gian để cho vị đó tu tâm. Mà nếu như một cái người không thỏa mãn thì sẽ suốt đời không bao giờ thỏa mãn. Cứ làm được nhà này rồi mình lại nghĩ đi làm cái nhà thêm cái nhà nữa, một cái nhà để ở mùa nóng, một nhà mùa lạnh, rồi tích trữ rất nhiều nhiệt mà không bao giờ thỏa mãn, cứ chạy theo hoài hoài. Như vậy thì cái tâm nó cứ bận rộn năng xăng như thế. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó chỉ là tứ đại thôi, nó chỉ là đất nước lửa gió. Như một cái người mình nhìn vào cái phù du, cái phù phiếm, cái bên ngoài mình thấy nó đẹp, nhưng mà một cái người có trí tuệ mình nhìn sâu nó vào bên trong, mình thấy cái gì nó chỉ là gạch ngói, đất cát thì mang nó đắp vẽ lên thôi, chứ không có cái gì cả. Nên lâu ngày một thời gian sau nó mục nát, nó hủy diệt hết, dù nó có là cung điện, dù nó là lâu đài, dù nó là những cái ngôi nhà lầu to lớn hay là cái túp lều tranh, nó cũng như nhau. Đến lúc mà nó hoại diệt nó cũng hoại diệt. Thế một cái người mà có cái sự quan sát, có cái quán tưởng, có tưởng chi như vậy thì cái người đấy sẽ tự tại. Còn mình có sống, mình không so sánh, không bon chen với người khác thì mình an nhạc. Còn mình sống ở trên đời thường người ta vất vả vì người ta đua nhau là cái người này người ta có nhà cửa sang đẹp như vậy, mình cũng phải cố gắng bằng người, hơn người. Thì cái hơn thua đấy nó sẽ làm cho con người ta không bao giờ có thể chi túc biết đủ được, mà luôn luôn là phải cố gắng phấn đấu để phát triển, để hơn người này bằng người kia. Thì chính vì vậy nó mới sinh ra những cái nhu cầu là tranh đua nhau, và nó mới cái cuộc đời nó mới trở nên rộn ràng, trở nên bấn loạn, trở nên gian nan vất vả, phải làm nhiều công việc, nên là không có thời gian đầu tư cho cái tâm linh, mà chỉ có thời gian đầu tư cho cái xác, cái thân tứ đại, cái xác chết, mai mốt thì nó cái xác này nó cũng chết, vạn vật mọi thứ nó cũng hủy hoại, cái xác nó cũng hủy hoại, nhưng còn cái tâm này nó mới đi đầu thai đi tái sinh những cái kiếp khác. Mình không chăm sóc cho nó, mai mốt mình sẽ chết với cái tâm ô nhiễm, mình sẽ đọa xuống những cõi địa ngục, ngã quỷ súc sinh rất là khổ đau. Nếu như một cái người nào sống ở trên đời, người ta biết dành cái thời gian ra chăm sóc cho cái tâm, mai mốt mình chết với cái tâm thanh tịnh như thế, mình sẽ ra đi với đến một cái đời sống, những cái kiếp sống khác thanh tịnh thù thắng, vô lượng vô biên, tức là không thể nào diễn tả hết được. Cho nên là chỉ đem những cái hạnh phúc ở cái cõi nhân gian này mà so sánh với hạnh phúc ở cõi thiên giới đã khác nhau một trời một vực. Nhờ cái đời sống ở thế gian này thì người nào mà có tuổi thọ cao nhất mình sống được 100 năm, còn hoặc là 5, 7, 6, 70 năm chết không đáng kể bao nhiêu. Nhưng mà nếu như một cái vị đó mà khi còn sống trên đời mình chỉ cần giữ được 5 giới, 18 giới này thôi, giữ được một vài cái giới hạnh thôi, chứ chưa nói gì là cần phải tu tập đến các cái pháp về tâm, thì cái người đấy khi chết đã chắc chắn đã sinh về những cõi trời. Ví dụ một ngày một đêm ở cái cõi trời rất là thấp như là cõi đau nợ chẳng hạn, cũng bằng cả 100 năm ở cõi nhân gian. Đấy là một ngày một đêm đấy, người ta đã bằng cả 100 năm ở cõi nhân gian rồi. Và người ta sống một nghìn năm như vậy, tức là nếu mà nhân ra thì bằng so với cõi người là người ta sống được khoảng 36 triệu năm. Đối với lại cái năm tháng ở cõi nhân gian này,
Mà cái con đường mà sinh về thiên giới thì rất là dễ dàng, đơn giản. Thế đó, chỉ cần giữ được năm giới một cách trong sạch, hoặc thỉnh thoảng làm thêm một chút phước thiện, bố thí cúng già, lễ Phật tụng kinh một chút chút xíu thì dư đủ cái phước để sinh về cõi thiên giới, không phải là một lần mà thậm chí sinh thiên nhiều lần, chết rồi lại sinh thiên tiếp. Thì cái việc sinh thiên nó rất là dễ như vậy. Thì so sánh cái hạnh phúc đấy, hạnh phúc ở chư thiên, khi mà một cái vị sinh lên cõi thiên thì có những cái lâu đài bằng châu báu, bằng phân nê, bằng vàng bạc ngọc ngà, nó xuất hiện tự nhiên vì đấy sinh ở trong đấy. Nếu là một vị thiên nam thì sẽ có 1.000 thiên nữ xung quanh, hoặc là ít nhất thì cũng có được 500 nàng tiên đẹp. Mà một cái cô hoa hậu ở thế gian mà so sánh với lại một cái cô tiên ấy, thì nó giống như một cái con khỉ bị hủi mà đi so sánh với một cô hoa hậu ở nhân gian này. Nên là một cái chàng trai nào mà thích hưởng thụ dục nạc ấy, thì đừng nên hưởng dục ở cõi người, vì cõi người nó quá là mong manh, quá là ấy, ngắn ngủi, nó quá là thấp kém. Mà nếu như một cái người đấy có cái tâm muốn hưởng dục ấy, thì hưởng dục ở cõi trời cao hơn, đã hơn, thì nó tuổi thọ nó dài mà cái dục nó sung mãn. Vì vậy cho nên là mới nói là cõi thiên là một cái cõi cực lạc, một cái cõi có lạc thú sung mãn, mà ở cõi nhân gian không thể sánh bằng. Nếu mà một cái người so sánh cái dục ở cõi người với cái dục ở cõi thiên thì giống như là đem một cái giọt sương trên ngọn cỏ đi so sánh với một biển, biển nước mênh mông. Tức là cái dục lạc ở cõi người nó nhỏ bé như vậy đấy. Mà nó nhỏ bé như vậy thôi mà người ta say đắm như vậy, người ta tìm kiếm như vậy, người ta khát khao, người ta ước ao, người ta mong cầu, người ta dành quá nhiều thời gian công sức để chạy theo nó. Thì đối với các vị ở cõi thiên giới, người ta nhìn thấy thì người ta thấy nó quá là buồn cười, quá là uổng phí cái thời gian ở cõi người đấy. Thà rằng mình tích một chút công đức, tạo một chút phước, sinh thiên mà hưởng cái phước còn đã hơn, sướng hơn, lâu dài hơn, mỹ mãn hơn. Nhưng mà Đức Phật không có khuyến khích một cái người sinh thiên, bởi vì cái sự hưởng dục đấy cũng không tốt. Cái sự hưởng dục nó chỉ là một cái pháp mà hưởng dục nó chỉ tăng thêm những cái vô minh, tăng tham ái, và nó tăng cái luân hồi sinh tử, nó khiến cho vị đấy chìm đắm ở trong luân hồi sinh tử lâu dài. Đức Phật thì muốn khuyến khích một cái người ta là tu cái pháp ni dục. Pháp ni dục tức là thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy, thì nó sẽ xa lìa các cái dục vọng động. Thế như là những cái người đấy mà tu tập mà chứng đắc được những cái pháp thiền, sinh về các cái cõi phạm thiên, thì cái tuổi thọ ở cõi phạm thiên thì lại lớn hơn cái cõi chư thiên. Ví dụ như tuổi thọ phạm thiên toàn tính bằng các đại kiếp trái đất, sống ở cõi phạm thiên là bằng một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, bốn kiếp trái đất, thậm chí bằng 500 kiếp trái đất, hàng ngàn kiếp trái đất. Tức là cái tuổi thọ lớn như thế, còn lớn hơn, còn dài hơn cả tuổi thọ của cả địa cầu này. Vậy nên là đấy là cái tuổi thọ ở cõi phạm thiên. Mà cõi phạm thiên thì hưởng thụ bằng cái sự ni dục, tức là sống ở trong những cái cảnh giới của các tầng thiền, an trú ở trong đấy, không cần ăn, không cần phải đi hưởng thụ những cái niềm vui, không có hưởng thụ nam nữ, không có cái hưởng thụ bằng cái sự ăn uống, nghe ca nhạc gì, nhưng mà hưởng thụ bằng cái tâm tịch tĩnh. Thì Đức Phật cũng không tán thán cái đấy, mà đến ngay cái cõi phạm thiên đấy cũng cao thượng hơn cả cõi chư thiên, Đức Phật không tán thán. Mà Đức Phật khuyên là hãy tu tập để đi đến Niết Bàn, phải đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ phiền não tham ái. Vậy thì thường thường cái pháp hành của Đức Phật là phải đi đến Niết Bàn. Vậy thì một cái người muốn đi đến Niết Bàn thì làm sao? Thì khi mà mình tu tập một cái sự thọ trì giới ấy, hay là tu tâm này, mình luôn luôn có cái phát nguyện này, nguyện cái sự giữ giới này để chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị na. Cái dự chứng ngộ Niết Bàn nó không phải là thành tựu một cách dễ dàng. Thường thường những người đấy cũng phải tu hàng trăm ngàn đại kiếp ấy, trái đất ấy. Tức là phải tu tập nhiều như vậy, tức là tu tập qua nhiều giáo pháp của những vị Phật. Những người nào từng tu tập ở trong giáo pháp các vị Phật quá khứ thì đời này mới có thể chứng Niết Bàn. Còn những người nào mà đời này mới tu tập thì phải đến đời giáo pháp của các vị Phật trong tương lai nữa mới chứng Niết Bàn. Tức là cái con đường chứng Niết Bàn nó lâu như vậy. Nhưng những cái công đức của mình tu tập ấy, thì nó vẫn khiến cho mình sinh thiên và phạm thiên và vẫn tu tập ở đấy nữa. Rồi chứng Niết Bàn trong ngày tương lai thì sẽ thành tựu. Vậy thì giữ giới mình cũng phải có cái khuynh hướng tâm này. Mục đích của giữ giới là chứng Niết Bàn. Đấy là theo lời Phật dạy. Chứ cũng không phải mục đích giữ giới này để mình được hưởng cái phước ở cõi người. Cũng không phải là mục đích giữ giới để được hưởng cái phước ở cõi chư thiên. Hay là mục đích giữ giới hưởng cái phước cõi phạm thiên.
Mà cái mục đích sâu xa của cái việc thọ trì giới thanh tịnh đấy là để chứng đắc niết bàn trong ngày vị na. Thì giữ giới thanh tịnh thì nó là có bốn cái cách, đó là mình thọ trì các cái giới mà mình đã giữ gìn đó. Thứ hai là mình thu thúc các căn nó được thanh tịnh. Thứ ba nữa là mình giữ gìn bằng cái nghề nghiệp nuôi mạng là phải thanh tịnh, tức là làm bằng cái nghề trong sạch, không làm bằng cái nghề mà bất thiện. Và cái thứ tư nữa đó là mình sống có cái sự thiểu dục, tức là bớt tham đắm đối với bốn cái thứ vật dụng hàng ngày như là thức ăn, chỗ ở, quần áo để mặc. Vậy cái quần áo để mặc mình cũng phải tác ý nữa, là quần áo để mặc này chỉ là để che thân, để tránh cái sự xúc chạm của nóng lạnh, của ruồi muỗi muỗi mỏng, để bảo vệ cái thân này khỏi trần truồng, khỏi hổ thẹn. Đấy là một cái mục đích như thế. Chứ còn với cái người mà cứ chạy theo những cái y áo thì cũng đấy cũng là một cái sự gọi là một cái tâm tham dục, nó sẽ làm cho người đấy không bao giờ biết chán. Mình kể cả mình có 10 bộ hay 100 hay 1000 bộ mình cũng không bao giờ thỏa mãn, và cứ suốt ngày mình càng có nhiều càng khổ, đặc tu này phải coi tóc chăm sóc giữ gì thì nó sẽ rất là khổ nếu như mình tích trữ nhiều cái đấy. Ví dụ như là người ta có một cái nhà thì người ta cũng đã phải bảo vệ giữ gìn chăm sóc nó đã khổ rồi, nhưng một cái người mà có 2 nhà 5 nhà 10 cái nhà là sẽ có 10 cái khổ. Một cái nhà thôi đã khổ này cũng vậy, một người có một bộ quần áo mình đã cái khổ ấy, khi mình phải đi giặt giũ chăm sóc nó, mình có 10 bộ quần áo là 10 khổ, 100 bộ quần áo là 100 khổ, càng nhiều càng khổ. Cho nên một cái người mà không có tri túc thì sẽ luôn luôn nghĩ là mình muốn có nhiều, nhưng thực ra muốn có nhiều thì bận rộn nhiều, thì phải mất thời gian chăm sóc nó nhiều. Cũng như người ăn ít thì đỡ mất thời gian đi kiếm ăn, mất thời gian nấu nướng thì mới có nhiều thời gian. Cái người ăn nhiều thì suốt ngày phải đi nấu nướng, đi làm nụng để kiếm ăn thì lại càng khổ. Vậy nên những cái đấy càng giảm bớt đi thì nó sẽ càng ăn nhạt. Thì đấy là về y áo cũng mình có cái sự chi túc, về thuốc men chữa bệnh vậy mình có sự chi túc, như là mình không quá là cầu kỳ thì nó đỡ cái sự mong cầu đòi hỏi. Ví dụ người ta không phải là dùng thuốc để chữa bệnh, mà đôi khi người ta dùng thuốc để tẩm bổ, để làm đẹp, các cái mỹ phẩm thời trang đủ các thứ ấy, thì đấy cũng là một cái nó chạy theo cái nhu cầu và nó không bao giờ thỏa mãn. Cứ càng chạy theo thì nó sẽ càng cái nhu cầu nó càng mạnh hơn, và nó sẽ làm cho người đó bấn loạn tâm, không có thời gian để tĩnh tâm tu tập. Vậy một cái người muốn tĩnh tâm tu tập là vậy, thực hành bằng cái pháp giữ giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh đấy thì là cái nền tảng của cái việc thực hành thiền. Nếu một cái người mà giữ được các cái giới đó, thọ trì được các cái giới đấy thì thực hành thiền mới thành công. Còn có những một số người ở thế gian, người ta làm những cái việc tội lỗi quá lớn thì người ta không, ví dụ như cái người mà phạm vào những cái lỗi rất là lớn ở trên thế gian gọi là ngũ nghịch trọng tội. Cái tội lớn nhất đó là giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh nhân A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Thì đấy được gọi là 5 cái ngũ nghịch trọng tội. 5 cái tội này một người mà đã nỡ phạm vào rồi thì đảm bảo rằng cái đời này không bao giờ tu tập được cái đời, được về đời sống tâm linh. Tức là nếu như người nào mà đã từng làm hại cha, hại mẹ, làm hại bậc thánh nhân rồi thì suốt đời đấy mình cái vị đấy không bao giờ thực hành được thiền. Tức là ngồi thiền tâm nó chỉ loạn, nó chỉ có điên loạn nên chứ không bao giờ tĩnh tâm lại được, không bao giờ thực hành được thiền thông và đạo quả. Và đã làm cái việc đấy thì dù có sám hối cũng phải đọa vào địa ngục. Mặc dù là cái vị đó làm xong rồi vì đó hối hận, vì đó dùng trăm phương ngàn kế để sám hối những cái nỗi lầm đấy, làm bao nhiêu công đức nữa để bù lại, nó cũng vẫn phải đọa địa ngục, đến lúc chết vẫn rơi vào địa ngục, không thể nào tránh được. Đấy là gọi là 5 cái tội ngũ nghịch trọng tội. Nếu như ai đã phạm vào một trong 5 cái tội đấy thì không sám hối, tức là đấy là cái tội không thể sám hối được. Đấy là một cái người mà phạm vào những cái tội lớn quá thì nó thế. Còn những cái tội nhỏ nhỏ hơn, mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu chẳng hạn, thì nó cũng làm cho cái người đấy khi ngồi thiền nó khởi lên những cái loạn tâm, cái trạo hối, cái tán loạn nó cứ khởi lên, tâm nó không an định, cho nên là hành thiền nó không có kết quả gì hết. Thì vậy nên là cần phải giữ giới cho nó thanh tịnh ấy, mới có thể tu tâm, mới có thể hành thiền được. Đấy, vậy cho nên mới gọi là nhân giới thì sinh định, mình nhân định thì sinh tuệ.
Thì cái bài hôm nay thì sư thì nói về cái pháp thọ trì giới vậy thôi, thì mình biết được cái nền tảng của cái pháp hành thiền là thế, là phải giữ giới. Vậy cho nên là tại sao mà bắt đầu đi đến hành thiền là mình phải thọ trì giới đầu tiên. Thọ trì giới thì cái người tại gia thì ở gia đình nhà mình thì mình giữ giới 5 giới, còn một tháng có 4 ngày giữ bát quan trai giới, mùng 8, 15, 23, 30. Những ngày đấy mình thọ trì giới được thì mình tạo được cái nhân để chứng đắc các cái đạo thánh quả trong tương lai. Cái người nào mà thọ trì được cái giới thì mình trong tương lai mình sẽ đi được trên cái đạo nộ chứng đắc niết bàn ấy. Còn không mình giữ 5 giới, còn nếu như mình đã hành thiền ngày nào, chuyên tu ngày nào thì phải giữ bát quan trai giới ngày đấy, 8 giới. Tức là thọ trì bát quan trai giới mới là cái nền tảng của cái việc thực hành thiền chỉ quán này. Chứ nếu như chỉ giữ 5 giới thôi cũng chưa chưa đủ để thực hành được thiền, mà phải giữ 8 giới. Giữ 8 giới thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh hơn, mà cái công đức của giữ 8 giới nó cũng rất là lớn. Như một cái người mà giữ 8 giới thì sau này mình ước nguyện một cái gì ở cái cõi thế gian này nó cũng thành tịnh. Như mình ước nguyện được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ ở cõi người, hay là mình hưởng những cái phước ở cõi chư thiên thì nó cũng thành tịnh. Như thời ngày xưa như Cấp Cô Độc là cả nhà ông ấy là những cái bậc thánh nhân, cho nên là những ngày trai giới là đều thọ trì giới hết. Thọ trì giới thì có nghĩa là cả ngày hôm đấy người ta không đi làm nữa, mà người ta ở nhà, người ta hành thiền hoặc là đi chùa nghe pháp. Thì hôm đấy là có một cái người làm công ở nơi xa đến, là cái ngày đầu tiên đi đến nhà ông Cấp Cô Độc để làm công. Thì ông này không biết sáng sớm ra đã đi làm rồi, đã đi làm ở đi ra ngoài đồng để làm, xong rồi đến tối mới trở về. Đến tối mới trở về thì ông này ông thấy là nó khác với mọi ngày. Mọi ngày trở về buổi tối là mọi người đều đi ăn uống, đi ăn bữa chiều bữa tối. Thì hôm nay cái ông này ông trở về ông thấy là hôm nay cả nhà không ai ăn tối. Hỏi lý do tại sao hôm nay lại không ai ăn tối. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc cũng vẫn dặn người là có cái người đấy mới đến làm thì hãy làm cho ông đấy một cái suất ăn. Thì cái ông này mới hỏi mọi người là tại sao hôm nay mọi người lại không ăn tối. Thì mọi người mới nói rằng là vì hôm nay là ngày trai giới, tất cả mọi người ở trong nhà ông trưởng giả Cấp Cô Độc này đều thọ bát quan trai giới, cho nên không ăn buổi chiều, không ăn buổi tối, và mọi người hôm nay chỉ tu tập thôi. Thế là ông này ông mới hỏi mọi người thế giới bát quan trai đấy là gì. Thế là ông Cấp Cô Độc cũng giải thích cho ông này biết bát quan trai giới là 8 cái giới như vậy. Thì cái ông người làm công này ông mới phát nguyện bảo thế thì tôi cũng sẽ thọ trì bát quan trai giới. Thì lúc đấy đã là tối rồi, tập gần tối rồi, thì cái người này cũng nguyện thọ trì bát quan trai giới. Nhưng do cái ngày hôm đấy cái ông này ông đi làm về nó mệt, mà nó mệt xong là lại bị trúng gió, trúng gió nên là bị đau bụng. Và lúc đấy ông cái bệnh tình nó càng lúc nó càng nặng đi. Thì ông Cấp Cô Độc mặc dù ông ấy đã bảo sai người là nấu cháo nóng để cho cái ông này ăn, lúc đấy ông chỉ cần ăn bát cháo nóng và nó sẽ khỏi. Nhưng mà cái người làm công thì người ông này quyết định mà tôi đã thọ giới này, tôi đã phát nguyện là trong ngày hôm nay tôi sẽ không ăn phi thời, thì thà có chết tôi cũng sẽ không ăn, tôi nhất định sẽ không ăn, tôi sẽ giữ giới cho thanh tịnh cho đến tạng đồng ngày mai thì tôi mới ăn. Thì ông này ông cứ quyết tâm như thế mà ông giữ giới, thì đúng là đến gần sáng ông chết. Ông chết do cái sự giữ giới đấy. Thì ngay khi chết đó là ông sinh lên cõi trời đao lợi luôn. Thì nên sinh về đấy là có lâu đài bằng châu báu ngọc ngà luôn, có 1000 tiên nữ chào đón luôn. Ông sinh ở đấy và ông sẽ hưởng phước đấy trong 36 triệu năm. Thì đấy là tức là cái công đức mà giữ bát quan trai giới của ông này là chỉ có nửa ngày thôi, tức là chỉ có một buổi tối, một buổi đêm hôm đấy, mà nó đã đủ tạo ra một cái công đức, một cái phước để cho ông này được hưởng cái phước ở cái cõi thiên giới rồi, cõi thiên giới hàng rất là lâu dài như vậy. Lý do bởi vì là ông này ông giữ giới ở cái mức độ bậc thượng. Thì cái giữ giới nó có 3 cái mức: bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Thì cái người giữ giới bậc thường, người ta sẽ giữ giới, người ta phát nguyện rằng là thà có bị tổn hại đến tài sản, tôi cũng sẽ không phạm những giới mà tôi đã thọ trì. Ví dụ như mình thọ trì 5 giới hay 8 giới đấy, mà mình nghĩ rằng là thế bình thường thì mình giữ, còn khi mà gặp cái gì khó khăn thì mình sẽ thôi, mình không giữ. Thì cái việc giữ giới đấy là không có phước, cái phước nó rất là yếu, này nó không đáng kể gì, mình không thể hưởng cái phước lớn được. Nhưng mà có những cái người, người ta sẽ nguyện là tôi thà có mất đến tài sản, mất mát tổn hại đến tài sản, tôi cũng sẽ quyết định không phạm giới. Thì cái đấy được gọi là cái mức độ giữ giới mức bậc thường, tức là mức bậc thấp nhất.
không phạm giới đó. À, còn cái người giữ giới ở cái mức độ bậc trung, đó là người đó sẽ nguyện là tôi thà có tổn hại đến thân thể, tức là ví dụ như là có ai đến đánh tôi sẵn sàng ngồi cho mà đánh, à, cũng chấp nhận chứ tôi không phạm giới. Đấy là cái người đấy là sẵn sàng tổn hại đến thân thể nhưng cũng sẽ không phạm giới. Đấy là giữ giới ở cái mức độ bậc trung, ở cái mức độ trung bình. Còn có một cái người mà giữ giới ở cái mức độ cao nhất, đó là bậc thượng, đó là nghĩ đó phải nguyện là tôi thà chết tôi cũng không phạm giới. Thế là tôi đã thọ ở cái giới gì rồi thì tôi sẽ thà chết cũng không phạm. Thì đấy mới là giữ giới bậc thượng. Thì cái giữ giới bậc thượng nó mới tạo ra công đức mạnh nhất. Ví dụ như cái ông mà làm công cho nhà ông cấp cô độc này, là ông ấy thà chết chứ không phạm giới. Thì cho nên là cái công đức đấy nó rất là mạnh. Cái tâm giữ giới đó, cái thiện tâm đó nó quá mạnh, cho nên nó khiến cho cái vị đó chết một cái sinh về thiên giới ngay, được hưởng phước. Thế thì nó có ba cái mức độ như vậy: giữ giới ở cái mức bậc thường, giữ giới ở cái mức bậc trung và giữ giới ở cái mức bậc thượng. Bậc thượng như thế. Còn cái mục đích của người ta giữ giới thì có sự khác nhau. Ví dụ như là có những người người ta thọ chỉ bát quan trai giới hay là tám giới, nhưng mà người ta chỉ nguyện rằng là mong cho con được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ ở cái cõi người này. Tức là người ta được muốn được hưởng cái cõi, hưởng những cái phước lành ở thế gian này. Đấy là cũng là một, có những người giữ giới với cái mục đích mong cầu đấy. Có những người thì giữ giới với mục đích là mong cầu cho con được sinh về cõi trời, cõi chư thiên. Đấy là cái mục đích của thứ hai. Còn có những người thì giữ giới với một cái mục đích thứ ba là giữ giới với cái mục đích để chứng đắc niết bàn, để làm nền tảng để thực hành thiền định, thiền tuệ và chứng đắc niết bàn trong ngày vị này. Đấy là cũng mỗi người có một cái mục đích giữ giới như vậy. Thì cái người nào có hiểu nhân quả, có hiểu về, có chánh tri kiến ấy, thì cái việc giữ giới nó mới đi kèm với trí tuệ. Còn những người nào không có chánh tri kiến thì cái việc giữ giới nó ni trí thì cái phước nó rất là yếu. Cái việc giữ giới nó đi kèm với trí tuệ thì phước nó rất là mạnh. Ví dụ như là có những cái người đời ở thế gian ấy, người ta có tà tri kiến, người ta không có chánh kiến mà người ta có tà tri kiến, người ta mong được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp đấy, thì người ta lại đi làm những cái việc tội lỗi, người ta đi sát sinh, người ta lấy cái máu thịt chúng sinh người ta dâng lên, người ta cúng các vị thần linh, người ta cầu là mong các ngài ban cho con được sống lâu, có nhiều tài sản, nhiều sắc đẹp, nhiều trí tuệ. Đấy là cái tà kiến, tà chi kiến. Người ta tạo tội mà người ta lại cầu phúc. Cái điều đó là vô ích, đó là đi ngược lại với sự thật. Vì cái hành động người ta nó chỉ tạo ra cái sự chết sớm, nó tạo ra sự nghèo khổ, nó tạo ra cái sự rủi ro, tai nạn, chứ nó không tạo ra phước này. Thế mà người ta không biết. Thế thì cái người muốn sống lâu thì là cái người đấy phải không sát sinh. Người muốn được giàu sang, người đó phải bố thí. Người muốn an vui thì người đó phải giữ giới, không tà hạnh. Người muốn có trí tuệ về không có uống rượu và các chất say. Nhưng mà thì người ta không hiểu như thế. Vậy thì cái người giữ giới là phải, thứ nhất là phải do có cái trí tuệ, hiểu được là cái việc giữ giới nó sẽ tránh được những cái rủi ro tai nạn như thế. Khi chết không phải đọa vào các cái cõi khổ đau, khi sinh ở cõi nhân gian này nó không gặp những rủi ro tai nạn. Và khi mình mong cầu những cái điều gì nó mới được thành tựu, mình mong cầu sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp cõi thế gian này, nó sẽ thành tựu. Cái việc giữ giới đấy mình có thể hồi hướng cái công đức đấy cho những người thân đã chết và hiện tại cũng có được lợi lạc, lợi ích cho cả mình và cái người xung quanh. Cái việc giữ giới đấy rồi mình nguyện sinh thiên nó cũng được, mình nguyện chứng đắc niết bàn nó cũng thành tựu, nó cũng là nhân. Trên nó gọi là giữ giới ba la mật. Nếu một người mà nguyện chứng đắc niết bàn thì cái pháp trì giới đấy nó gọi là trì giới ba la mật, là cái trì giới với cái mục đích chứng niết bàn. Mặc dù trên cái con đường niết bàn, đi đến niết bàn mình chưa đi đến, thì những cái công đức là được hưởng, những cái phước ở cõi nhân cõi thiên nó vẫn có. Nhưng một cái người có cái nguyện chứng đắc niết bàn nó khác với cái người nguyện không phát nguyện chứng niết bàn. Đó là cái người mà không phát nguyện chứng niết bàn ấy, khi người ta giàu sang người ta đắm nhiễm vào giàu sang, người ta sống lâu người ta đắm nhiễm vào sống lâu, người ta có được cái hạnh phúc ở cõi người, người ta sẽ đắm nhiễm vào cái hạnh phúc đấy và người ta quên không có tạo thêm phước nữa. Hoặc là người ta sinh thiên, người ta sẽ đắm nhiễm vào những cái dục lạc ở cõi thiên và người ta quên không tu tập nữa. Còn cái người mà có cái nguyện này, nguyện cái việc giữ giới này, tôi sẽ chứng đắc niết bàn trong ngày vị na, thì khi mà người ta chưa chứng được niết bàn, người ta vẫn được hưởng cái hạnh phúc ở cõi người và hưởng cái hạnh phúc ở cõi thiên giới. Nhưng trong tâm của người ta không đắm nhiễm, tức là có hưởng mà không đắm nhiễm. Tức là dù người ta có sống lâu, có mạnh khỏe, có tài sản,
có trí tuệ, có chức quyền, có danh vọng, có sự nghiệp hơn người. Nhưng thì người ta vẫn coi tất cả những cái điều đó là phù du. Và người ta có thể buông xả, buông bỏ được nó rất nhẹ nhàng, không có đau khổ nếu như mất. Khi được những điều đó, người ta không có ngã mạn, không có tham ái ngã mạn, mà khi mất người ta không đau khổ, hoặc người ta có thể buông bỏ, buông xả được nó đi một cách rất nhẹ nhàng. Đấy là cái người có nguyện chứng đắc niết bàn, nó sẽ như thế. Hoặc là người ta có sinh lên thiên giới làm các vị chư thiên hưởng những cái dục lạc, người ta cũng coi những cái dục lạc đấy là vui ít khổ nhiều, là phù du giả tạm, mà người ta không đắm nhiễm, người ta có rời bỏ được nó lúc nào cũng được nếu người ta muốn. Đấy là cái người có cái nguyện, có cái sự thực hành trì giới ba la mật, thì nó sẽ có cái sự tự tại như thế, sống ở cái cõi nào mình cũng không bị đắm nhiễm vào những cái hạnh phúc, cái dục lạc ở cõi đấy, thì cái người đấy mới cao thượng. Còn cái người nào mình có một chút hạnh phúc, có một chút thành tựu, mình đắm nhiễm vào, thì người đấy lại hạ nhiệt, thì cái người đấy lại dễ bị thối đọa xuống. Còn những người không đắm nhiễm vào, nó giống như hoa sen ở trong bùn không nhiễm bùn, thì cái người đấy nó cứ tăng trưởng lên, tức là mỗi ngày nó sẽ thánh thiện lên. Còn những người mà không có cái nguyện chứng niết bàn gì, cứ được gặp một chút thành công, thành tựu cái là say sưa hưởng thụ lại rơi xuống. Đấy là có cái sự khác nhau. Vậy thì trong cái sự giữ giới của mình là phải nguyện như thế. Nguyện sự giữ giới để làm nền tảng cho sự thực hành thiền. Rồi đi đến sự thực hành thiền, đấy là đi đến niết bàn. Thì cái nguyện đấy nó cao thượng hơn, nó thù thắng hơn. Thì đấy gọi là cái pháp gọi là giữ giới thanh tịnh. Thanh tịnh giới. Bài sau thì sư sẽ giảng về tu tâm thanh tịnh, tức là thực hành những pháp thiền định. Và bài sau nữa thì sư sẽ giảng về chi kiến thanh tịnh, tức là thực hành về thiền tuệ. Đấy là cái nội trình tu tập giới định tuệ. Bây giờ cái thời gian còn lại thì sẽ trả lời các câu hỏi. Là con kính thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên các câu hỏi đã được các hành giả gửi lên ạ. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoa Hoa. Dạ, con bạch sư, là thưa sư cho con hỏi, chỉ có chư thiên mới có thể đi từ thế giới này sang thế giới khác để nghe Phật giảng pháp. Con muốn nguyện được đời đời tinh la gặp giáo pháp. Vậy cho con hỏi, chư thiên cõi nào trở lên thì có thể đi đến các thế giới trong thế giới Phật này để nghe Phật giảng pháp khi có Phật ra đời ở một thế giới nào đó? Chư thiên thì đã nói đến các cõi chư thiên thì nhưng cũng có những vị chư thiên có thần thông quảng đại, có những vị chư thiên có những cái năng lực thấp vẫn không đi được. Có như vậy thì đã, mặc dù là các vị chư thiên đấy nhưng mà cái thần lực nó khác nhau, cõi nào thì cũng thế, cái thần lực nó khác nhau. Nếu mình mà muốn thì mình sinh về cái cõi chư thiên đau nợi hoặc đau suốt hay là cõi nào cũng được, thì nhưng vẫn phải còn tùy thuộc vào cái thần lực của cái vị chư thiên đó nữa, chứ không phải vị chư thiên nào cũng tự tại đi lại được. Hoặc là vị đó phát nguyện sinh về cõi phạm thiên cũng vậy, nhưng mà cũng có những vị có thần lực lớn, có vị có thần lực nhỏ. Vì vị đó mà muốn có những cái thần lực lớn đấy thì cần phải thực hành những cái pháp tu tập, nhất là thực hành giữ giới và kết hợp với hành thiền. Thì những cái người mà có hành thiền ở cái cõi này, người ta sinh lên cõi thiên người ta cũng biết hành thiền, thì những cái năng lực của cái pháp, của những cái pháp thiền định đấy, nó mới tạo ra những cái thần lực lớn, giống như có những cái thần thông quảng đại, thì cái sự đi đến các thế giới nó mới tự tại, chứ không phải là chư thiên nào cũng có thể tự tại đi lại được. Vậy thì mình tốt nhất là hãy cứ nỗ lực tu tập, nhất là muốn có những cái thần lực để đi lại được như vậy thì phải có thần thông, thì phải hành thiền tứ thiền bát định nhiều thì sẽ thành tựu được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhuận Láo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau. Có một vị cư sĩ đại la, hàng ngày vẫn phải đi làm công việc cơ quan, ngoài ra còn phải tham gia buôn bán để kiếm thêm thu nhập.
vị ấy vẫn hưởng ngũ dục, thích nhiều tiền, nhiều đất, xe đẹp, áo đẹp, mặc đẹp, ăn ngon. Chưa ly ngũ dục, hiện vị ấy đã hành xong thiền hơi thở, hành xong 10 ca ti ná, qua 4 thiền bảo hộ, qua thiền tứ đại, hành xong phân biệt danh sắc. Cho con hỏi, có phải do vị ấy có công hạnh quá khứ sâu dày lên đại la, vị ấy vẫn đắc các tầng thiền và các pháp cao thượng hơn như trên không ạ? Kính mong sư chỉ dạy cho con xin đành kính tri ân sư ạ. Thì thực ra thời nay có nhiều cái vị vị dạy những cái pháp thiền nó không thật ấy. Những cái pháp thiền nó không thật. Ví dụ như là chưa đắc thiền mà vị ấy bảo đã đắc rồi. Xong là nó sinh ra nhiều cái ảo tưởng, nhiều cái tưởng tượng. Và rất là nhiều người tu tập rồi cũng bản thân vị đấy thì cũng nửa nghi, nửa ngờ ấy, nửa tin, nửa nghi. Nhưng mà do cái sự cái danh ham muốn được cái danh vọng rồi tự nhận như vậy. Chứ một cái người bận rộn năng sang hưởng thụ dục lạc như vậy làm sao đi được dục. Mà cái pháp thiền ngay cả thời xưa vậy, Đức Phật bảo một cái vị đấy muốn chứng được những cái pháp thượng nhân đấy, vị đấy phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống độc cư, và phải tinh tấn hết mình, tinh tấn hết mình mới thành tựu được. Nên là mặc dù là có những cái vị mà mặc dù sống cái đời sống độc cư thành tựu được những cái pháp thiền rất cao rồi, thậm chí vị đó có những cái thần thông quảng đại rồi, nhưng mà chỉ cần khởi lên cái niệm tham dục, khởi lên niệm tham dục thôi. Ví dụ như là có một cái vị sa di xưa khi mà đang dùng thần thông bay ở trên trời, đang ôm bát cho vị thầy, vị thầy là bậc A La Hán, thì hàng ngày đi khất thực vào trong nhà, và vị đệ tử là một vị sa di rồi, ngày nào cũng bảo thầy cứ đi trước thì tí con mang bát cho thầy. Nên là vị đệ tử đấy dùng thần thông bay qua cánh đồng rồi mang bát đứng ở đầu nàng đưa cho vị thầy. Và vị thầy lúc nào cũng nhắc nhở là con đừng có lạm dụng thần thông như thế, rồi một ngày nào đó phải trả giá. Nhưng mà đệ tử không nghe, mà thầy nói gì thế. Và cứ luôn luôn làm như vậy. Một hôm mình đang bay trên thì nghe thấy một cô gái, cô đang hái sen ở dưới, cô hát một cái tiếng hát rất là trong trẻo. Cái vị đấy nắng cái tai nghe tiếng bát, cái tham dục nó hởi lên một cái, vị đó rơi thẳng xuống ao sen, mất hết cả năng lực thần thông, rồi vị đó cưới cô gái đó, lấy cô gái đó sinh con đẻ cái. Thì từ ngàn xưa đến giờ trong kinh Đức Phật đã nói vô số những cái chuyện như thế rồi. Và có 500 vị tiên đang bay trên trời nhìn thấy các cô cung nữ với mẹ ông vua đang tắm bờ biển. Có cô, có vị thì nghe giọng hát rồi đắm nhiễm vào giọng hát, có vị nghe nhìn thấy cái sắc tướng xinh đẹp đắm nhiễm vào cái sắc tướng đấy. Rồi các vị đấy đức thần thông rơi từ trên trời rơi xuống bãi biển. Thế là ông vua ông hỏi tại sao các vị rơi xuống đây, các vị tôi vì tham đắm với các cái cô cung nữ của ông này. Thế là ông vua này ông lấy dao đó ông chém cho hết sạch. Thì từ ngàn xưa đến nay là thế, cái người còn hưởng dục mà phải nói là thành tựu được pháp ly dục thì đấy là một cái pháp ảo tưởng ấy, không có thật ấy. Đấy là một cái sự dối trá và phạm vào những cái pháp gọi là tăng thượng mạng. Thì đó là cái con đường có thể dẫn đến đi vào địa ngục khá là nhanh. Nhưng mà cái vị đấy không từ bỏ những cái ngộ nhận đấy, không từ bỏ cái tăng thượng mạng đấy thì sau này hối hận không kịp. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả ở trong hội chúng ạ. Dạ, con thưa sư, xin phép sư cho con hỏi một số ngành nghề làm nông nghiệp hay ở nhà mình có vườn trồng cây, hàng ngày phải bắt sâu hoặc lúc thu hoạch rau, cây trái, mình vô tình hoặc cố ý sát sinh nhiều côn trùng nhỏ thì nghề đó có phải là chánh nghiệp không ạ? Và có cách nào làm nghề cũng làm nghề đó mà tránh được hoặc giảm nghiệp sát sinh không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đấy thì mình phải giảm bớt tối đa. Ví dụ như là mình cố ý làm sát sinh thì nó vẫn có những cái tội của sát sinh. Tội của sát sinh đấy, nhưng mà cái tội sát sinh nó có những cái việc nó bắt buộc mình phải làm, thì cái tội đấy làm nó vẫn tạo ra tội, nó vẫn tạo ra cái pháp chướng ngại cho cái người đấy. Nhưng mà sau đó thì mình biết sám hối, biết tạo phước thì nó cũng sẽ bớt đi. Nó chỉ bớt đi, chứ còn cái tội gì mình đã cố ý làm cái gì nó cũng thành một cái nghiệp hết. Nó vẫn tạo thành một cái bất thiện nghiệp. Chứ không phải là mình vì công việc đó mình làm đấy mà nó không tạo thành bất thiện nghiệp. Nó vẫn tạo thành bất thiện nghiệp.
Tức là mình có cái sự tác ý sám hối thì cái nghiệp đó nó nhẹ đi thôi, chứ không phải là mình sẽ không bị trả quả báo, vẫn có quả, vẫn có cái quả của nghiệp bất thiện đấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, khi mình nguyện hồi hướng cho thân bằng, thưa sư, khi mình nguyện hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng thì mình có cần phải nhớ tới mặt của người thân từng người hay không? Hay mình nói hồi hướng là phước lẽ tự chia đều tới các vị đó? Con xin tri ân sư ạ. Khi hồi hướng đến người quá vãng thì mình chỉ cần tác ý chung chung đến những người quá vãng, mình không cần hình dung mặt được, nói tên được mà không nói tên được. Nhưng mà những cái vị đấy thì ai là cái người có nghe được cái lời đấy và có đồng tình hoan hỷ theo thì họ sẽ được hưởng, tức là họ sẽ có được cái phước đấy bằng cái sự hoan hỷ. Bằng cái hoan hỷ, tức là cái tâm thiện nó khởi lên để nó hoan hỷ thì người ta được hưởng cái phước đấy thôi. Nó cũng giống như người sống ấy, khi mà mình làm cái việc thiện gì mình chia đều đến tất cả mọi người, thế là cái người không làm nhưng mà có cái tâm tùy hỷ theo thì cái người đấy sẽ có cái phước của cái sự tùy hỷ đấy. Đấy là phước nó sinh ra từ sự tùy hỷ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả ở trên gửi qua đăng trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, kính mong sư chỉ dạy thêm cho con một trường hợp như sau. Có vị cư sĩ do vô minh đã phạm vào tăng thượng mạn. Vị ấy tuy chưa có pháp thượng nhân nhưng vị ấy tưởng đã có pháp thượng nhân. Vị ấy nghĩ mình hơn rất nhiều người, thậm chí hơn cả chư thiên. Suy nghĩ này diễn ra trong khoảng 2 năm. Hiện tại, vị ấy đã nhận ra bị ảo tưởng và từ bỏ suy nghĩ bản thân có pháp thượng nhân. Kính xin mong từ bi chỉ dạy, vị ấy nên làm gì để nghiệp ấy được giảm thiểu hoặc tiêu trừ ạ? Con kính đi tri ân sư ạ. Cái pháp đấy nó khởi lên do một người bị tự tin thái quá. Bị tự tin thái quá nhé. Hoặc là do mình bị người khác, người ta lừa dối, người ta ví dụ cái vị thầy đấy, người ta chưa chứng pháp nhưng mà người ta muốn lừa gạt người khác để cho người khác nghĩ rằng là mình là cái người dạy giỏi, mình là người giỏi, dạy được nhiều học trò thành tựu cái pháp thượng nhân giỏi. Nên đôi khi mình bị động, bị lừa bởi những cái vị tà sư ấy, rồi mình sinh ra cái tư tưởng là tự tin. Tự tin thì nó bị thái quá do mình không cố ý thì cái nỗi này nó nhẹ. Còn cái người nào mà biết rõ ràng, biết là mình chưa chứng nhưng cứ cố tình nói ra, cố tình nói ra là mình đã chứng thì cái đấy nó mới rơi vào tăng thượng mạn. Còn cái người bị tự tin thái quá hoặc là do mình bị ngộ nhận, do bị tác động bởi người khác mà mình sinh ra cái ảo tưởng thì nó chưa rơi vào cái, thì vẫn sám hối được. Nhưng mặc dù là cái người đấy không nhận ra mà giữ cái tư tưởng đấy đến lúc chết thì sẽ đi vào đọa xứ ngay tức. Thì còn những người mà cố tình biết rằng mình không có mà cứ cố ý nói là mình có thì cái ác nghiệp đấy khá lớn, thì cái người đấy nhưng mà vẫn sám hối được, những cái nỗi đấy sám hối là nó sẽ tiêu trừ đi, nó sẽ bớt đi, và nó mình có vẫn có thể tu tập được, nó không bị chướng ngại. Còn những người nào cố tình không sám hối thì nó sẽ chướng ngại, sau này vị đó tu không thành tựu được những pháp thượng nhân thật, mà vị đấy nhiều đời nhiều kiếp sau luôn luôn gặp tà pháp, luôn luôn bị ảo tưởng như vậy, luôn luôn bị theo tà đạo chứ không gặp được chánh pháp chánh đạo. Vậy cho nên là nhận ra và sám hối thì nó sẽ hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con có nghe một số vị nói rằng giáo chủ của họ là Đức Ly Lạc, con thấy rất khó tin ạ, con xin sư khai thị ạ. Giáo chủ là Đức Phật Di Lặc ạ. Di Lặc thì nếu mà nói đến Đức Di Lặc bây giờ chưa phải là vị giáo chủ. Phật Di Lặc thì còn là một vị Phật sẽ ra đời ở tương lai, tức là bây giờ vẫn còn đang hành Bồ Tát đạo. Chưa phải là Phật, gọi là Bồ Tát Di Lặc, chứ thì bây giờ chưa được gọi là Phật Di Lặc. Khi nào mà đắc đạo thành Phật thì mới được gọi là Phật Di Lặc, thì cái lúc thành Phật ấy mới trở thành giáo chủ. Còn bây giờ chưa có phải là giáo chủ được. Nên là cái người nào mà nói là Phật giáo chủ đấy là người đấy là cũng đang bị lầm đấy, mê lầm và si mê tà kiến không đúng. Bây giờ phải giáo chủ hay là Đức Phật Bổn Sư thì mới đúng. Nên là cái đấy không đúng.
Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ. Dạ, con Bạch Sư, con có một câu hỏi nữa là thời nay có thể có một vị Phật độc giác không ạ? Và pháp thiền đốn ngộ có thật không ạ? Thời nay không có Phật độc giác được, vì chừng nào còn giáo pháp của vị Phật còn tồn tại, ví dụ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn tồn tại, thì các vị Phật độc giác không có mặt. Đó, chỉ khi nào mà giáo pháp của Đức Phật này đã diệt hoàn toàn, không còn một chút xíu hình tướng gì trên đời nữa, tức là dù lúc đấy là hình tướng cũng không còn, giáo pháp không còn, pháp học, pháp hành và cả các cái hình tướng tượng Phật kinh điển không còn nữa, người xuất gia không còn nữa, thì lúc đấy mới có các vị Phật độc giác. Các vị Phật độc giác thì ra đời, chỉ ra đời ở Tuyết Sơn thôi, chỉ ở trong núi Tuyết Sơn ấy thì có, thì đến thời đấy mới có, thời này sẽ không có. Còn cái pháp thiền đốn ngộ thì là cái gì, đốn ngộ là cái gì chứ? Ví dụ như là có những người nghe một câu pháp mà có thể giác ngộ, thì thời Đức Phật có, nghe một câu kệ, một bài kinh, một bài thuyết pháp và giác ngộ một cách nhanh chóng sau khi nghe bài pháp đấy thì có. Còn nói là ngộ ngộ cái gì nữa thì cứ không hiểu cái ý nghĩa sâu xa nằm ở trong đó, thì mình thôi không bàn luận đến. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, thiền sinh cần phải thực hành thiền theo lộ trình tuần tự như thế nào ạ? Theo lộ trình tuần tự mà cái pháp thiền chỉ quán của Đức Phật, thì một vị bắt đầu vào thực hành thiền, mình đã có, tức là có những cái pháp thiền định ý, thì mình có thể lựa chọn hành pháp nào trước cũng được. Ví dụ như là một cái người sẽ thực hành thiền hơi thở cũng được trước, sau đó thì chú tâm trên hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở, giữ chánh niệm cho đến khi nào nó có định, thì vị đó đắc định thì vào cận định, rồi dần dần vào an chỉ định, rồi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mà chứng đắc được tứ thiền của thiền hơi thở rồi chẳng hạn, thì lúc đấy vị đó sẽ thực hành các cái pháp thiền khác rất là dễ dàng, ví dụ là quán 32 thể trược. Thì lúc đấy mà mình quán 32 thể trược, mình nhập vào tứ thiền xong mình quán 32 thể trược chân thân, thì mình sẽ thấy các cái thể trược đó, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận, nó rất là rõ ràng, các cái thân phần đó. Thì sau đó mình sẽ thực hành các cái biến xứ kasina, đất nước nữa, gió đen vàng đỏ trắng ánh sáng hư không, tứ thiền bát định. Xong rồi mình sẽ thực hành đến bốn thiền bảo hộ, như là bốn thiền vô lượng tâm, là thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Rồi thực hành thiền niệm ân Đức Phật, thực hành thiền niệm về xác chết, niệm về sự chết. Rồi sau đó mình sẽ thực hành các cái pháp thiền 40 đề mục thiền định một cách nhanh chóng, dễ dàng, đơn giản, không có mất nhiều thời gian nữa, nếu như mà thành tựu được với pháp thiền hơi thở. Cũng có người thì thực hành thiền hơi thở một thời gian mà nó không thành tựu, thì mình sẽ thay đổi sang như là thực hành thiền tâm từ, hoặc thiền niệm Phật, hoặc thiền niệm xác chết trước, để nó cũng đắc những cái pháp thiền đấy cũng được. Hoặc thiền các cái biến xứ kasina, thành tựu cho nó vào các tầng thiền. Để tức là thực hành thiền thiền định làm nền tảng cho thiền quán. Sau khi mình đã có được một cái mức định tốt rồi, thì lúc đấy chuyển sang thiền tuệ. Thì cái bước đầu thực hành thiền tuệ đó là thực hành thiền tứ đại. Thực hành thiền tứ đại tức là phân tích ra cái thân này là thân tứ đại này. Ví dụ người đã quán cái phồng xẹp ở trên dưới bụng này, rồi thấy được cái tính đẩy của gió, thấy tính đất nước lửa gió ở trên thân, rồi sau đó mới phân tích ra những cái hạt sắc uẩn, gọi là sắc pháp, sắc do nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết sinh và thực sinh, gọi là phân tích hiểu ra được cái thân tứ đại là cái hạt sắc rồi, thì sau đó phân biệt đến tâm, tâm sở, các cái tâm, tâm sở, ví dụ như là mình sẽ phân biệt tâm ở các cái nội trình, ở các căn, ở các tâm nó sinh lên ở con mắt thì nó có gọi là cái nộ về nhãn môn, nhãn thức ấy, thì nó gọi nhãn ngũ môn, nhãn thức tiếp thâu, suy xét xác định, chamana đăng ký, thì tất cả những cái nộ tiến trình tâm và các tâm, tâm sở nó sinh lên mình phải phân tích ra được. Để các cái tâm nó sinh ra ở cái nộ thanh, âm, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở sáu căn của mình, thì lúc ấy mình sẽ hiểu về thì cái những cái trạng thái nó sinh khởi của thân và của tâm, tức là hiểu được các cái sự thật về thân và về tâm như thế nào. Chứ bây giờ hầu như mình, người ta không có hiểu về cái sự hoạt động của tâm thức. Tâm thức bây giờ người ta cứ nghĩ là nó hoạt động ở các bộ não, ở các cái hệ thần kinh, nhưng mà khi mà mình hành đắc thiền, mình phân biệt được ra các cái tâm rồi thì nó không có hoạt động,
nó không có ở các cái, trong con não, nó không có tâm đâu đâu, nó không có ở cái dây thần kinh đâu, đâu mà nó có ở thần kinh mắt này, thần kinh tai này. Tức là nó có cái nhãn tĩnh sắc, nó có cái sắc thần kinh mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì các cái nội tâm nó nương vào đấy nó sinh lên. Thì cái người mà thực hành mà ở cái tuệ là để mình phân tích ra cái sự thật về thân và về tâm, tức là người đấy là đi vào khám phá thân tâm mình chứ không có cái gì là đặc biệt cả. À, và giác ngộ ra những cái sự thật về thân tâm, thì cũng như vậy vị đó sẽ quán được những pháp duyên khởi. Ví dụ như là có những người, người ta hoài nghi tại sao ở trên đời này có những cái người đẹp, người xấu, người trí, người ngu, người thiện, người ác, người sống lâu, người chết sớm, thì cái đấy nó đều có nhân duyên. Và đến cái giai đoạn đấy vị đấy sẽ quán được điều đó, vì đó sẽ đi ngược lại quá khứ về các cái kiếp quá khứ trước. Khi mà phân biệt được danh sắc thân tâm đấy rồi thì vị năm uẩn đấy, vì nó sẽ quán những cái pháp về duyên khởi, thì vì nó sẽ thấy những cái hành động mình đã làm ở trong quá khứ, mình sẽ thấy kiếp trước mình là ai, mình đã làm việc gì, rồi sau đó quán về cái tính nhân quả, thế là do nhân quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai, thì lúc đấy nó đoạn được cái hoài nghi, rồi sau đó vì đó mới quán được cái nhân sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt, nhân sinh diệt thì nó là vô thường khổ vô ngã, quả sinh diệt là vô thường khổ vô ngã. Thì sau khi thực hành phát triển cái tuệ quán tam tướng về vô thường khổ vô ngã đấy, thì nó diệt trừ đi được các cái tà kiến, các cái ảo tưởng, thì nó dễ diệt trừ đi được cái vô minh, các cái tham ái, các cái chấp thủ, thì nó diệt trừ đi được các cái phiền não, các cái kiết sử phiền não tham sân si, do cái sự quán sát đó. Thì cái con đường tu tập là thế, là đầu tiên mình hành giữ giới, xong đó hành thiền định, thiền định lấy cái thiền định đến làm nền tảng để phát triển thiền quán là thiền tuệ. Thì thiền tuệ là thế, là quán về cái thân của mình, cái tâm của mình, về những cái nghiệp mình đã làm trong quá khứ nó sinh ra cái quả hiện tại. Để rồi sau đó mình thấy cái tính sinh diệt của nó, mình hiểu ra cái vô thường khổ và vô ngã của nó, để mình diệt đi những cái tà kiến cho rằng thường lạc ngã tịnh này. Thì lúc đấy được gọi là người giác ngộ, là có chánh trí. Thì cái nội trình tu tập là nó cứ như thế thôi. Đấy là một cách hiểu, một cách vắn tắt về cái nội trình tu tập thiền là như vậy. Để là để mình phát triển cái trí tuệ giác ngộ như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, có những điều gì là cấm kỵ ạ, cần phải kiêng tránh trong việc khi thực hành thiền ạ? Cái điều kiêng tránh cấm kỵ trong khi thực hành thiền, ví dụ như là phạm giới là kiêng mà phải tránh nhá. Ví dụ như là một người hành thiền thì cố gắng giữ giới cho nó thanh tịnh. Thứ nhất, những cái điều kiêng tránh nữa đó là mình không được khởi lên những cái tâm mong cầu những cái điều bất chánh. Ví dụ như là có những người hành thiền nhưng mà mình khởi lên cái ý là mong cầu để có thần thông, mong cầu để mình có những cái năng lực giống như là tiếp xúc với các vị chư thiên hay những người chết ấy. Ví dụ như là mình mong muốn được giống như các nhà ngoại cảm nói chuyện với người nọ kia. Trong cái lúc hành thiền mà mình khởi lên cái ý đấy là bị loạn tâm nhá, là phải tránh, không được khởi lên cái ý như thế. Mình mong cầu những cái điều sai trái, ví dụ trong cái lúc ngồi thiền mình cứ mong cầu hưởng thụ những cái ngũ dục ấy. Ngũ dục là cái nào rất là nguy hiểm nhá. Đấy là những cái tâm tà, tâm bất thiện phải diệt, không được khởi lên những cái tham dục sân hận, những cái si mê tà kiến, hay là những cái mong cầu bất chánh, những cái sự ngã mạn, những cái ảo tưởng, những cái mong cầu có thần thông, có những cái năng lực, hay là mình mong cầu là mình tu tập này để mình trở thành một cái người siêu nhiên, có những cái năng lực để được hưởng những cái danh vọng chức quyền, để được hưởng những cái sự cung kính nội dưỡng nọ kia, thì những cái mong cầu ấy là bất chánh. Và cái người đấy thì mình chỉ nên khởi lên cái mong cầu làm sao để mình đoạn trực những cái phiền não trong tâm, giống như một cái người bệnh nhân ấy, mình chỉ mong làm sao mình chữa cho nó khỏi những cái bệnh khổ về thân. Thì cái người tu tập thiền thì mình chỉ mong giống như một cái người có bệnh về tâm, mình chỉ mong muốn làm sao để chữa trị cho nó lành được những cái bệnh về tâm, như là mình bị tham dục nhiều mình muốn dứt được tham dục, mình bị sân hận nhiều thì mình muốn vì tự hành thiền để đoạn được sân hận, mình có những cái ganh tị bỏn sẻn tật đố sân tham, những cái tâm bất thiện ấy, thì mình mong tao hành thiền để đoạn được những cái tâm bất thiện đó, thì mê tà kiến đó, để mình có được chánh trí, thoát được cái khổ đau sinh tử luân hồi, chứng niết bàn giải thoát ấy. Thì cái mong cầu đấy thì được, còn những cái mong cầu những cái điều khác thì là nó cũng là cấm kỵ và mình nên tránh. Và mình cái người mới tu tập là nên tránh một cái điều nữa, đó là mình không được kể nể, không được khoe khoang với ai về cái sự tu tập mà hay mình thành tựu được cái gì. Ví dụ như là một cái người tu tập mà khi mình có được một chút định,
có hào quang, có được một chút nimitta ánh sáng ấy, mình cứ đi khoe khoang người khác là nó sẽ bị mất hết cái pháp đó. Ví dụ mình tu tập mà chứng đắc được cái gì cứ đi khoe, hay là mình cầu danh đấy. Những người đi khoe tôi chứng được cái pháp này pháp kia đấy, mà có khi mình không chứng chẳng hạn, mình không đi khoe như thế là mình thấy được cái sự kính nể của mọi người, thế là cái tâm ngã mạn mình nó tăng lên. Thế có khi mình không có pháp mình cũng cố tình giả vờ là mình có pháp, không chứng nhưng mình cũng cố tình giả vờ nói dối là mình có chứng, vì cái tâm tham về cái sự tôn trọng ấy, tham về cái danh vọng nó lớn vậy đấy. Cho nên là có những người mặc dù mình chưa chứng mà mình cứ đi nói dối thì nó tạo thành cái tăng thượng mạng. Vì vậy nên tuyệt đối là cái cấm kỵ đó là không được đi kể nể, không được khoe khoang cái sự tu chứng, dù mình tu chúng ít hay chứng nhiều, tu được ít hay tu được nhiều, thì cái điều cấm kỵ là không nên đi khoe khoang. Và cái tuyệt đối là không được khen mình chê người. Cái nguy hiểm nhất trong cái sự thực hành này, tôi tu tốt lắm còn cái vị kia tu kém lắm. Đấy, có một cái ý tưởng, có cái tâm khen mình chê người đấy là đi vào đường tà ngay, đi sai trái ngay. Chỉ thích nói khoe khoang cái sự thực hành cao siêu giỏi của mình, xong là đi nói xấu người khác, khen mình chê người là cái cấm kỵ nhất trong cái sự thực hành đấy. Cho nên là cái sự thực hành thiền là tuyệt đối mình tu mình biết, hoặc là mình chỉ có trình bày với cái vị thầy đấy biết, chứ không bao giờ đi khoe khoang, không rêu rao những cái pháp mình đang tu tập, không ca ngợi khen ngợi cái đức hạnh, cái sự tu tập của mình, thì cái người đấy sẽ an toàn, không bị rơi vào ảo tưởng tà đạo trong cái con đường tu đấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, thưa sư, với một người thực hành thiền mà không thể chứng đắc các pháp thiền chỉ, thiền quán cao thì có lợi ích gì không ạ? Nếu mà dù mình thực hành mà không có chứng đắc được những cái pháp chỉ quán, vẫn có lợi ích rất lớn, lợi ích vô cùng lớn luôn. Cái sự thực hành đấy nó sẽ tạo ra các cái pháp ba la mật rất là lớn, những cái công đức rất là lớn. Ví dụ như là một cái người mình chú tâm trên hơi thở thôi, dù mình chưa đắc định, thì ngay cái lúc mình có cái chánh niệm, có cái lúc có tỉnh giác, thì cái lúc đấy là thiện tâm hợp trí tuệ, thì nó tạo ra những cái thiện nghiệp do ý nó sinh ra, ý thức của mình nó đang tạo thiện nghiệp. Thì một giờ hành thiền là một giờ mình đang tạo thiện nghiệp, một ngày mình hành thiền mình đang tạo thiện nghiệp, một tháng một năm mình hành thiền mình đang tạo thiện nghiệp, thì những cái thiện nghiệp đấy nó cũng khiến cho mình được hưởng những cái công đức phước lành ở cõi thế gian này. Ví dụ như là mình cũng được hưởng những cái phước sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp trí tuệ ở cõi thiên, cõi nhân giới, cõi nhân giới và cõi thiên giới từ cái công đức thực hành thiền đấy. Dù mình không đắc các tầng thiền thì nó cũng thành tựu được những cái công đức phước lành thuộc về dục giới. Còn khi mình đắc các tầng thiền rồi thì nó lại trở thành những cái công đức phước lành, những cái thiện nghiệp nó thuộc về sắc giới. Còn khi mình tu tập được thiền tuệ chứng đắc niết bàn thì cái lúc đấy nó lại trở thành cái công đức phước lành của cái pháp siêu thế, của cái pháp của cái pháp giải thoát. Thế thì lúc nào mình hành thiền nó cũng tạo ra công đức hết, tạo ra phước này. Thế còn thường thường người ta cứ bảo là mình phải đi bố thí, phải đi cúng dường, phải đi giúp đỡ người khác mới là công đức, mới là phước này. Còn ngồi thiền không có lợi nào cho ai, sao có công đức? Đấy là một cái người mà có thể nhận định như vậy, nhưng nhận định như vậy không đúng. Công đức nó tạo nên từ cái tâm. Ví dụ một người đi bố thí nhưng mà người ta trong lúc bố thí người ta vẫn khởi lên những tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm tật đố, tâm ganh tị, tâm những tâm bất thiện nó pha tạp vào. Thì cái công đức đấy, cái trong cái hành động thì lớn nhưng công đức rất là yếu, bởi vì cái tâm bất thiện nó, cái tâm nó tạo ra công đức chứ không phải là cái hành động nó tạo ra công đức. Cái việc làm nó không tạo công đức mà tâm nó tạo công đức. Ví dụ có những người làm việc bố thí giúp người nhưng chết vẫn đọa địa ngục á, là do cái tâm bất thiện nó lớn quá. Nhưng một người mà tu tập đoạn được những cái tâm bất thiện ấy thì chắc chắn chỉ có sinh về cõi này nhưng không sinh về cõi khổ. Cái sự thực hành thiền là cái sự chắc ăn nhất về cái con đường chấm dứt khổ đau, sẽ tránh được những cái đoạn xứ và sẽ được hưởng những cái phước này. Dù cái người đấy không đắc thiện thì những cái công đức tu tập đấy cũng vẫn lớn, vẫn rất thù thắng chứ không phải là không có. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, hành thiền hơi thở một thời gian mà không có kết quả thì có nên đổi sang pháp thiền khác không ạ? Có nên đổi sang pháp thiền khác. Nếu mà hành thiền hơi thở một thời gian dài dài một chút, mình thấy nó không có kết quả, thì có nghĩa là ví dụ như mình ngồi thiền nó cứ quên hơi thở, tâm nó cứ nghĩ năng sang chuyện khác,
Ví dụ có những người thì bị tham dục chi phối nên là bị quên hơi thở thì phải đổi sang cái pháp thiền là quán bất tịnh, quán về sắc chết để nó bớt đi. Có những người khi ngồi cứ bị sân hận nó chi phối và không thể chú được trên hơi thở thì phải đổi sang cái pháp đó là hành thiền tâm từ. Có những người ngồi thiền đấy nó cứ khởi lên những cái tư tưởng như là muốn đi làm phước, muốn đi lễ Phật tụng kinh thì hãy chuyển sang cái pháp thiền là niệm ơn Đức Phật, người ấy đức tin mạnh quá. Có những người ngồi thiền nhưng tâm nó cứ suy luận bản luận, phân tích đánh giá chuyện này chuyện kia thì cái người đấy là tuệ mạnh quá thì chuyển sang pháp thiền tứ đại hoặc là thiền niệm sự chết hoặc là những pháp thiền kasina khác. Tức là nói chung là mình sẽ thay đổi tùy theo cái tâm tánh của mình, mình sẽ đổi để cho nó phù hợp với cái tâm của mình, vẫn đổi được chứ không phải là không. Sẽ có nhiều, rất nhiều cái pháp môn để tu tập, mình có thể thay đổi một cái pháp môn phù hợp với căn tánh của mình.